Trang điểm cho đôi mắt rất là khó đối với chị em phụ nữ Á Đông của chúng ta. Vì lẽ đó, Kim Vân có mở những cái lớp học để dạy cho chị em phụ nữ chúng ta biết cách như thế nào để trang điểm cho đôi mắt của mình. Và khi quý vị ghi danh để mà học trang điểm cho đôi mắt, sẽ được tặng miễn phí một cái DVD tự học trang điểm mà Kim Vân đã đoạt giải nhất trang điểm cho dạ hội. Đây là cái DVD trang điểm quốc tế mà Kim Vân đã được chiếm giải nhất. Và trong cái lớp học trang điểm đôi mắt này, như quý vị thấy là mình sẽ học 4 cách để trang điểm cho đôi mắt. Nếu mà chị em phụ nữ chúng ta mà có mắt mỡ, mà mắt bụp đó, thì không có gì tuyệt vời bằng mình học cái cách trang điểm mắt khói. Và trang điểm như thế nào, màu như thế nào. Không phải khi mình nói là smokey eye là mình phải làm cái màu rất là đậm. Không phải là đậm mà thôi, nhưng có những lúc mình chỉ dùng màu thật lờ, thật nhẹ cũng gọi là màu đánh cho mắt khói. Và cái màu mắt khói này rất là đẹp cho phụ nữ Á Đông, vì Kim Vân thấy hầu hết là phụ nữ Á Đông của chúng ta mình đều bị một cái mỡ trên đây rất là nhiều, mắt mình không có sâu giống như người ngoại quốc. Và Kim Vân khuyên là chị em phụ nữ nào chưa biết cách trang điểm cho mắt khói, hãy ghi danh học ngay cho cái lớp học này. Và mỗi một lớp là $100, chỉ 100 đồng quý vị có thể học được cái cách như thế nào trang điểm cho đôi mắt thật đẹp giống như một chuyên viên họa sĩ makeup artist chuyên môn để trang điểm cho quý vị. Xin quý vị hãy gọi cho Kim Vân để lấy hẹn với số điện thoại của Kim Vân là 714-717-7997 hoặc 590-9448. Trước đây tôi không biết trang điểm cho đôi mắt của mình trở nên cân bằng. Và sau khi học với cô Kim Vân, cô ấy đã dạy cho tôi trang điểm mắt khói và bây giờ tôi đã biết makeup cho mình trở nên đẹp hơn. Rồi bây giờ kế đến là mình vẽ chân mày. Cái kiểu này chân mày nó phải to một chút. Chân mày cổ đã to rồi, nhưng mà mình phải làm cho nó to hơn nữa. Mình sẽ cho nó ra ngoài chút xíu nữa. Chị Vân kéo nó ra. Thay vì kéo xuống, chị Vân kéo ra chút xíu. Nghĩa là cho nó dày hơn chút xíu nữa. Và cho nó lên chút nữa. Mình lên chừng một ít nhất cao lên chút xíu. Nè. Với cái kiểu này đó, chân mày nó cũng phải đậm, nó phải to thì nó sẽ nổi lắm. Và sau đó là mình tô vào. Chỗ này mình tô lợt thôi. Ở đây mình lên. Con mắt này nó đi với cặp chân mày to là rất là đẹp. Thế, chị Vân cho thêm to chút xíu nữa nha. Cho nó lên chút nữa, tại vì nó hơi thấp quá. Xong rồi phải gắn lông mi lên. Cổ có gắn lông mi rồi, nhưng mà lông mi của cổ á không có đủ. Nó quá ngắn. Ok, bây giờ mình thử làm cái thiệt, thiệt to. Rồi mình làm cái mà vừa vừa. Rồi mình để lên mình coi cái nào nó đẹp. Ha. Bây giờ mình lấy cái này là mấy cái mà mấy cô hay tự nhiên hay để đó ha. This one. Mắt này mắt bên đây phải không? Thì chị Vân làm bên đây. Bây giờ chị Vân làm thử nè ha. Cái nhỏ này mình coi cái nào đẹp nha. Mấy cô là cái người mà để quyết định ha. Chị Vân để thử nha, để coi nha. Và khi mình để cái này đó mình phải để cao lên, để con mắt mình nó không có bị sụp, hiểu không? Đừng có để sát dưới đây. Phải để cao lên đây nè. Để chi? Để nó mở mắt mình cho nó cao lên. Rồi mở mắt nhẹ nhẹ lên. Đó, ok. Cái loại này là loại vừa vừa. Loại vừa vừa. Nhưng mà chưa nổi đâu. Loại này nè. Mấy cô chưa dám xài loại này phải không? Để chị Vân để thử lên cho coi. Tại vì mình đi, khi mà mình bước ra đó, người ta ngắm mình là khoảng cách cánh tay. Nếu mà mình làm mà tự nhiên quá đó thì nó không có nổi. Nha. Yeah. Mình làm tự nhiên khi nào mình đi tiệc, đi dạ hội, mình đi ăn cơm tối với ông xã hay là với người yêu. Bây giờ lấy ra, giờ thử cái này. Cao trên mí luôn. Cao trên mí, phải để cao nè, chị Vân để cao trên mí nè, thấy không? Tuốt ở trên mí luôn. Cái này là mình chưa có dán keo, mình chỉ để thử coi coi mình thích không cái đã. Rồi khi mình thích rồi mình để keo luôn. Mở mắt lên chị Vân coi. Phải để cao lên. There, you see that? Đó, đó, nó nổi lên như vậy đó. Rồi bây giờ mình lấy keo mình dán vô. Keo này đó là nó cho giữ nguyên cả ngày ha. Mình dán vô, mình bỏ chút xíu ở đâu cũng được hết. Rồi keo lông mi. Dạ, rồi mình mới lấy cái lông mi nè ha.
Đó, bây giờ nó có keo, keo nó chưa có dính, mình mới lấy cái đầu của cây tăm hoặc là mình lấy cái cọ, mình thoa hết cái keo này ở dưới chung quanh đây hết. Mà thường á, khi mà nó xúc á, nó hay bị xúc ở đâu mấy cô biết rồi, chỗ cái đầu, thành thử ra mình để cái đầu cho nó nhiều đó, hai cái đầu đó cho nó đừng có bị xúc. Rồi bây giờ mình lấy con nhíp á, mình mới để vô, mà nhớ là mình để sao để cho nó cao lên. Nghe thấy chị Vân để cao không? Tuốt trên đây nè, mấy em làm để sát ở dưới á là nó sụp mắt của mình. Khi mình để lên cái gì, mình để cho nó khô chút xíu, đếm 1 2 3 4 5, thổi từ từ. Bây giờ thấy nó đang sụ xuống phải không? Để cho nó khô xong mình phải nâng nó lên, phải nâng nó lên để cho nó đừng có bị sụ đó, mình phải nâng lên. Bây giờ mở mắt từ từ cho chị đó, thấy không? Khi mà cổ ngó lên á là nó vừa, còn nếu mà để sụp nữa thì nó bị sụp xuống nè, thấy không? Cái này kéo lên đẹp quá đó. Rồi nhiều khi chị Vân phải để cái keo cho nó khô một chút, mình phải đợi keo nó khô thì khi mình nâng lên á, cái nó giữ như vậy luôn cho mình. Đây, để lên đây đẹp quá, thấy không? Thấy khác biệt hai mắt liền, thấy không? Ok, rồi để xuống đây. Rồi sau đó mình phải để son làm sao? Son đỏ. Đây là cái son mà đẹp nhất, chị Vân rất là thích. Nó không có bóng, tại vì mình làm kiểu này mình xài son bóng là không có đẹp. Dạ, mình xài son bóng của Mỹ Viện Kim Vân ở đây. À, nó không có bóng ha, mà nó gọi là mực son. Khi mà mực son á, nó đi rất là mịn, mà nó đi rất là smooth, nó đi rất là đẹp. Sau đây là mực son này ha, cái màu đỏ ha, đỏ này rất là đẹp. Mình có hai màu đỏ khác nhau, nhưng mà cái đỏ cam á là đẹp nhất. Tại vì khi mà vô phim với vô hình á, nó sẽ không có bị bầm, nó không có bị tím. Ngậm môi xuống ha. Ok. Khi mình thoa là mình thoa từ ở dưới, từ dưới đây nè, rồi mình nâng lên. Tại vì khi mình nâng lên như vậy đó, cái môi mình nó sẽ đầy, chứ nó không có bị mỏng xuống, nó không bị sệ xuống, không có bị sụp. Thường thường á, người trẻ đẹp á, là môi nó phải đầy. Khi mà mình càng lớn tuổi bao nhiêu á, thì cái môi mình nó càng bị sụp bấy nhiêu, hả miệng ra. Mình đi từ trong và ráng ha, ngậm môi lại chút xíu, khép lại chút xíu. Mình đi từ đây, khép lại chút xíu, khép lại. À, mình cứ đi từ từ ha, để cho nó giống như mực á, mình thoa mực á, cho nó ra một chút xíu, tại vì cái môi mà nó hơi đầy chút xíu, nhìn nó đầy đặn hơn. Và chị Vân chùi hết đi cho nó sạch, ngậm môi lại. Mình đi cái đường ha, cho nó thiệt khéo, cho nó thiệt sạch. Ok, don't worry, nó chưa có đều. Nào bây giờ thấy hai môi nè, thấy không? Thấy bên nào nó đầy hơn? Thấy giống như là cổ mới vừa tốn tiền đi chích Botox vậy đó, cho cái môi nó trề ra, nó đẹp ra, môi nó đầy. Chính xác đó, mình chỉ cần là cho nó lên một chút xíu thôi thì nó làm cho cái môi mình nó đầy hơn. Rồi. Rồi bây giờ qua bên đây, thấy không? Thấy bên đây nó đầy ha. Bây giờ mình đây mình cũng đi ngược lại. Thế. Ok, đây nè, mình đi từ ngược với đây lên nè. Từ từ chị Vân có cái cọ đó, chị Vân đi đó, nó bén lắm. Còn nếu mà mình không có thì giờ thì mình lấy cái cây của cái son này mình đi luôn. Rồi mình thoa ở dưới, mình thoa ở đây, hạ miệng ra. Nó cái màu đỏ rất là đẹp cho cái mùa Tết ha, hoặc là Noel, hay là những cái nơi muốn mà cho nhìn mà thấy nổi đó, nhìn thấy tự tin, confident đó, thì mình xài một màu đỏ ngậm lại. Ok, good. Đó là chị mới có son thôi đó. Quá đẹp phải không? Rồi bây giờ đó chị Vân đánh cái mặt chút xíu, thì cái mặt chưa có phấn. Mình dùng cái phấn kem. Phấn kem nó che hết những cái này. Thí dụ nè, thấy những cái đốm tàn nhang đây không? Mình đâu có thì giờ đâu để mà mình dùng cái concealer. Mình chỉ cần đánh phấn kem này vào. Và nó làm cho môi cho cái da mình rất là mịn. Wow, thấy không? Chút xíu mà thấy cái da của mình dễ sợ không? Cái phấn này lên nó mịn lắm. Nó che được tất cả những cái khuyết điểm của mình. Nhiều khi mình chỉ có 10 phút mình trang điểm để mình ra sân khấu, mình ra trình diễn á, mình không thể nào mà dùng những cái phấn nó quá mỏng.
nó không có che được khuyết điểm của mình. Đây chị Vân làm một bên nè, thấy khác nè. Đẹp quá. Rồi, đánh xuống chút xíu. Nào quay bên đây cho mấy cổ coi. Đẹp quá. Okay. Rồi bây giờ đó mình làm cái gì kế tiếp? Mình làm cho cái mặt mình nó ốm lại. Mình phải dùng một cái màu đậm cho nó ốm lại. Thì chị Vân hay dùng cái màu này. Dùng cái cọ hình tam giác ha, dày. Và sau đó chị Vân dùng cái màu này, nó gọi là cái màu làm cho mặt ốm lại. Và đây là cái màu mình làm ốm lại. Em quay phía bên đây ha, chị Vân dùng ngang như vậy. Okay. Và mình đi theo nè ha, đi theo cái gò má ngay chỗ này nè. Tại vì người mẫu á, càng ốm chừng nào đó, lên hình nó càng đẹp chừng đó. Tại vì vô camera đó, nó làm cho mình mập hơn 10 kg, 10 pound. Thành thử ra khi mình lên hình á, là mình phải làm cho mặt của mình nó xương chừng nào á, nó càng nổi chừng đó. Ok. Và khi chị Vân để cái màu này lên chứ gì, thấy cái màu không đẹp ha, nhưng mà để lên á, mặt nó ốm lại liền. Ở đây cũng màu chị Vân đang xài trên mặt nè. And then, ở chỗ này, mặc dù cổ ốm mà cổ rất là đẹp, nhưng mà cổ thiếu cái xương chỗ này. Thành thử ra mình phải dùng một chút xíu chỗ này để làm cho nó nổi cái khuôn mặt cổ ra. Và má hồng. Và má hồng chị Vân không dùng má hồng nữa. Tại vì con mắt mình quá đậm và môi quá nổi. Mà mình để má hồng đỏ ở đây nữa thì nó quá nhiều. Thành thử ra mình cho người ta thấy mắt và môi. Và má hồng mình chỉ dùng cái màu shading thôi. Và mình đi dài xuống ở giữa đây. Và đi xuống đây. Rồi, đẹp quá. Bây giờ bước qua xa xa cho mấy người nhìn thử một chút xíu. Này. Too much smile, that's too much. Nếu mà quý vị nào đang lo ngại không biết làm sao tự trang điểm cho bản thân của mình, xin quý vị đừng lo. Giám đốc Kim Vân đã có câu trả lời cho quý vị. 20 người đầu tiên gọi vào trong chương trình ngay hôm nay, chúng tôi sẽ có giá đặc biệt cho quý vị học ghi danh học 5 lớp tự trang điểm. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ tặng cho quý vị một cái DVD tự trang điểm, có những cái lớp học trang điểm rất là đặc biệt dành cho quý vị có những cái con mắt cặp mắt của người Á Châu, một mí hoặc là mắt nhỏ, hoặc là những quý vị lớn tuổi thì mắt sụp xuống, mắt bụp, thì xin quý vị hãy gọi vào và tư vấn với giám đốc Hoa hậu Kim Vân thì là quý vị sẽ có những câu trả lời rất là vừa ý. Xin mời quý vị hãy gọi vào, 20 người đầu tiên gọi vào đăng ký cho 5 lớp học tự trang điểm thì quý vị sẽ được tặng một DVD tự học trang điểm. Kính mời, xin quý vị đừng quên số điện thoại của chúng tôi 714-590-9448, 714-590-9448.